bỏ lỡ nhiều cơ hội, Hoàng Anh Gia Lai chia điểm với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ở sự ra đi của nhiều trụ cột, đội hình của Hoàng Anh Gia Lai có nhiều xáo trộn. Ở hàng hậu vệ, các cầu thủ trẻ Bảo Toàn và Thanh Nhân thay thế cho vị trí hậu vệ cánh phải và cánh trái của Vũ Văn Thành và Nguyễn Phong Hồng Duy. Trong khi đó, ở hàng tiền vệ, tuyển thủ quốc gia Châu Ngọc Quang trở về từ Hải Phòng đá ngay vị trí tiền vệ trung tâm mà Xuân Trường để lại. Còn trên hàng tấn công, sau khi Công Phượng và Văn Toàn ra nước ngoài thi đấu, Hoàng Anh Gia Lai sử dụng bộ đôi tiền đạo ngoại là Washington Brandao và Paulo Oliveira chơi ngay phía sau hai ngoại binh này là Trần Minh Vương. Chính Minh Vương là người đã tạo ra rất nhiều sóng gió lên khung thành của đối phương. Phút thứ 9, tiền vệ này thực hiện quả đá phạt cực kỳ hiểm từ khoảng cách 25m. Thủ môn Dương Quang Tuấn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bó tay nhưng bóng đi sạt cầu dọc. Ngay sau đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có câu trả lời. Jose Paulo dứt điểm từ cự ly gần. May mà trung vệ ngoại Diakite bên phía Hoàng Gia Lai kịp nhoài người dùng chân ngăn chặn. Phút 31, Hoàng Gia Lai có tình huống gây sóng gió khác trong khung thành của đội khách. Lần này, Paulo Oliveira đón đường truyền điểm rơi của đồng đội. Xoay người sút bóng khá nhanh nhưng được bóng lại nhẹ đúng ngay vị trí của thủ môn Dương Quang Tuấn. Sang hiệp 2, Hoàng Gia Lai tiếp tục là đội giữ bóng nhiều hơn. Phút 58, Trần Minh Vương lại có pha sút phạt rất hiểm, vẫn từ khoảng cách chừng 25m. Buộc thủ thành Dương Quang Tuấn bên phía đội khách phải đẩy bóng cứu thua bằng những đầu ngón tay. Đến phút 78, Washington Brandao tận dụng tình huống phá bóng không tốt của hậu vệ Hà Tĩnh, đánh đầu nối từ khoảng cách chục mét. Nhưng một lần nữa, đường bóng này không thắng được phản xạ rất nhanh của thủ môn Dương Quang Tuấn. Vô duyên trong việc chọc thủng lưới đối phương, Hoàng Gia Lai chấp nhận chia điểm bằng trận hòa không bàn thắng với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hải Phòng hòa ngoạn mục câu lạc bộ BKMX Bình Dương nhờ hai bàn ghi trong 10 phút cuối. Hải Phòng đã thay máu 70% lực lượng sau mùa giải 2022, nhưng đến giờ đội vẫn chưa tìm được người thay thế các trụ cột như Bùi Tiến Dũng, Châu Ngọc Quang, Moses Oloya hay Rimario, vua phá lưới của V-League 2022 với 17 bàn. Hai ngoại binh mới ký hợp đồng thử việc gồm tiền đạo Emmanuel Okutu và tiền vệ trung tâm Biku Bisanthe có thể phải ra đi trong thời gian tới vì không đáp ứng được yêu cầu về mặt chất lượng. Ông Nghiêm nói, Biku phần nào khỏa lấp được vị trí mà Moses để lại, nhưng cái chúng tôi thiếu là một tiền đạo mục tiêu như Rimario. Ngay ở giây thứ 75 của trận đấu, Rimario đã ghi bàn cho BKMX Bình Dương. Từ đường truyền bên cánh trái của đồng đội đưa bóng vào trước vòng cấm địa. Rimario ra chân rất nhanh, đưa bóng đi chìm vào góc thấp phía trái cầu môn đánh bại Văn Toàn. Ngay sau bàn thua, câu lạc bộ Hải Phòng dồn lên tấn công, họ có nhiều pha uy hiếp cầu môn của BKMX Bình Dương, nhưng thủ môn Minh Toàn hóa giải thành công. Trong suốt khoảng thời gian của hiệp 1, BKMX Bình Dương chịu lép vế trước hàng tấn công của Hải Phòng. Tuy nhiên Hải Phòng vẫn không xuyên thủng được lưới của thủ môn Minh Toàn. Bước sang hiệp 2, khi mà hàng công đang tìm cách khoan thủng hàng phòng ngự của Bình Dương nhằm tìm kiếm bàn gỡ thì hàng hậu vệ lại chơi lòng ngóng. Trung vệ Biku và thủ môn Văn Toàn phối hợp thiếu ăn ý dẫn đến việc để Rimario tận dụng ghi bàn vào gôn trống. Gần cuối hiệp 2, Hải Phòng gia tăng sức ép và điều gì đến cũng phải đến. Phút 84, đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt đền khi trung vệ Đình Khương để bóng chạm tay trong vòng cấm địa và trên chấm 11m, Carlos Fernandez dứt điểm thành công. Phút bù giờ thứ 3 của trận đấu, Trần Trung Hiếu bên phía BKMX Bình Dương chuyền bóng quá nhẹ về sân nhà, tạo điều kiện cho Carlos Herrera băng vào cướp được rồi tạo điều kiện cho Mbappe dễ dàng đá nối tung lưới Bình Dương, ấn định tỷ số 2-2 đầy kịch tính.